Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm hai món để ăn sáng. Một món là chim cút hấp tỏi với bia. Tỏi mình làm hai củ, một củ mấy lít, một lon bia. Chim cút thì mình làm 3 con thôi, phải một cái diện là 6 con này. 6 con là nó 21 đô, một con 3 đô rưỡi, 3 đô 54 ngàn, một con 60 ngàn, gọi một con khoảng 60 ngàn, một con cút đó, chim cút đó, đông lạnh nha. Hôm qua mình đi tìm con gà ác, nhưng mà tìm hai chợ Việt Nam, một chợ Tây luôn không có. Nên mình làm một chim cút thì bổ hơn, ngon hơn, nhưng mà mắc hơn gà chút xíu. Và món thứ hai thì mình làm con hến đông lạnh, hến xào sa tế xả súp bánh chén. Đây là bánh chén. Bánh tráng này bên Việt Nam thì nướng trên than, còn đây mình bỏ cái lò vi sóng, bỏ lò vi sóng bấm khoảng chừng 50 giây. Cái bánh đa này là nó 3 đô. Cái 8 ngàn từ Việt Nam, cái 8 ngàn, còn hến là 6 đô một dĩa này, 340 gram hến thịt, 340 gram mà là 6 đô, nó là 6848 cũng 100 ngàn thôi. Nó sẽ đủ quá, mình cắt đầu ra để cho nó mềm chín. Cái món gà ác hấp tỏi với rượu này thì xưa mấy anh của mình bị sốt rét á, làm cho mấy anh ăn đó. Đúng ra là làm gà ác, nhưng mà hấp đây đặc biệt không có gà ác nên mình làm một cuốc của chiếc cút. Cái này là bia Kokanee Wo của Canada.
sẽ cho cho thêm một miếng bột nêm cho nó ngon. Để cho nó vừa ăn. Cái mùi tỏi hấp lên rồi ăn rất là ngon và thơm và bùi. Cái món này là bằng gà, gà hồi xưa nhà mình ở trên vùng kinh tế cái mới đó. Mới ăn bị sốt rét đó. Cái bố mới dậy sớm là bố dậy lúc 4:30 làm con gà bán chuyện ký thứ hai thôi, làm xong còn 6-7 lạng gì đó, bỏ một xỉ rượu đế, một lạng tỏi chung với con gà nữa, hấp thủy gì. Và anh mình là sáng sớm là không có bước xuống giường, đương hết mọi thứ còn đang ngủ, bắt đầu bố mình mới làm xong con gà chín rồi đó, đem lên tới giường luôn, đơn giản như chưa mẹo ăn tại trên giường luôn, ăn hết được thì tốt, hết ăn hết tỏi uống hết cái nước rượu hấp lên rồi thì nó sẽ không còn say nữa, nó mất mất cái nồng độ cồn luôn rồi, nó chỉ nóng người thôi. Thì ăn lá con gà uống hết nước rượu luôn, có lá gan trong đó nữa, tiêm cật coi như nguyên con gà nó làm, nó bỏ nó ăn được hết nhiều em, nhưng mà thường thì nó không ăn hết. Đàn ông thì ăn 7 con, phụ nữ ăn 9 con. Thì xưa mấy ông anh mình phải ăn vậy mà hết sốt rét luôn nha, lúc nào hồi xưa nhà nuôi gà nhiều lắm, mình thường ăn cái món này rất là ngon, ăn cũng bổ dưỡng sức khỏe đó. Mà hôm nay tiền rẻ không có, mình nấu cút cút thì nó lại ngon hơn nữa. Buổi sáng nay mình ăn 3 con này, còn nếu mà muốn ăn thêm thì chưa đâu, như đây là đủ no rồi, rồi mình ăn muốn thích thì thêm cái món bánh đa xúc xúc hến. Rồi mình bỏ vô nồi nha, nó cái nồi đã sôi rồi nè, mình nấu nước cái nồi đã sôi rồi nè. Đây là hến, mình bật cái hút lên nó hơi ồn xíu nha, xin lỗi các bạn nha.
xã xã tế xã để ăn là bánh đa thì món này chín trước rồi, còn cái món cút hấp tỏi với lại bia thì chút xíu nữa thì còn cái bánh đa này. Mình để 40 giây thôi mà nó còn bị cháy rồi. Cái này cũng bị cháy đúng không? Có một cái là để 37 giây là không bị cháy mà bắt đầu nó bị đó chút xíu mà cháy nữa. Tùy theo cái lò vi sóng của các bạn quay. Giờ thì mời các bạn ăn nha. Ăn thử cái món mình bỏ thêm hành hò lên nữa nó mới ngon. Nó ngọt có thơm mùi xả. Cái này mình có bạn Hiền làm một hai lon bia cũng ngon lắm, nhưng mà mình bận phải đi đón cháu đi học về lúc 3:30 nên mình không dám uống bia. Bên này chỉ có 0.01 tức là nó không cho một chút nồng độ cồn nào trong người đó, nếu có là nó phạt, nó giữ bằng lái luôn. Thật ra mình không dám uống một lần nữa rồi, nhưng mà ăn rất là tuyệt vời. Không hoãn lại được, cứ tiếp tục như vậy là không ăn được cái món kia tại nó ngon quá. Rất là tuyệt vời luôn. Thôi, món gà nãy giờ mình hấp chắc nó cũng chín rồi. Thì mình ăn gà, không cút, xin lỗi các bạn. Chắc chín rồi. Thì mình ăn cút đó thì cái nước thì nó vừa rồi. Tỏi nó cũng ok, nhưng mà có cái là cái con cút đó thì sợ nó không có ngấm được, mình hấp thôi. Thành ra mình làm chén muối chiên chanh. Muối chiên chanh này là muối nè, này là ớt. Ớt xay, muối tiêu chanh bỏ miếng ớt xay vô ăn rất là ngon. Còn này là lá chanh luôn, mình thích, rất là thích ăn lá chanh vì nó thơm. Mình có trồng cái chanh ở trong nhà luôn cho các bạn coi. Đó, đây là cái chanh trồng trong nhà luôn, ăn là hái lá ăn thôi. Không, chưa có trái đâu, mình không biết chừng nào nó có trái nữa. Bây giờ mình dắt chanh vô này. Nước chấm thần thánh đó. Rồi giờ mình đi bưng cái tô cút hấp tỏi với lại bia đây. Rồi các bạn, đây là cái món cút hấp tỏi với bia nha các bạn. Để mình lấy cái muỗng.
đây là tỏi. Tỏi sau khi hấp rồi nó rất là mềm ngon. Nó tan trong miệng. Ồ, nước rất là thơm mà vừa ăn. À, trời ơi. Cái này mà sắp chết đó, ăn vô một miếng là quên chết luôn á, đã gọi là ăn quên chết luôn á. Giờ cút nè. Cút thì xin lỗi bạn cầm tay nha, cầm tay. Ăn thịt xé ra mới ngon, xé bằng tay mới ngon. Giờ mình chấm vô cái nước chấm thần thánh. Chua chua ngọt ngọt rất là ngon, thêm những lá chanh vào. Trời, rất là tuyệt vời luôn. Ăn thêm cái đùi nữa đi. Rất là tuyệt vời. Thôi thì mình cũng xin dừng video ở đây ha. Kính chào các bạn. Nếu các bạn có coi đi ngang vào cái YouTube của mình thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký ha. Mình sẽ có động lực để làm những video kế tiếp ha. Kính chào các bạn nha.